Quỳnh Trần GB bất ngờ thông báo đưa bé Sa về Việt Nam, hai mẹ con đang trên máy bay. Mới đây, YouTuber Quỳnh Trần GB bất ngờ tiết lộ hình ảnh chị cùng bé Sa check-in trên máy bay, khoe rằng hai mẹ con đang trên đường về Việt Nam. Vì Sa có kỳ nghỉ hè một tháng trước khi chuẩn bị vào năm học mới nên chị tranh thủ đưa bé về quê ăn trực nhà bà ngoại. Không hổ danh là YouTuber được yêu thích, hình ảnh Quỳnh Trần GB chia sẻ đã nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn. Những người hâm mộ đều bày tỏ sự hào hứng và chúc hai mẹ con có chuyến bay thuận lợi và kỳ nghỉ dưỡng vui vẻ, hạnh phúc. Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về lịch trình của hai mẹ con, có thể Quỳnh Trần và bé Sa sẽ chỉ vui chơi ở quê ngoại và không tham gia những hoạt động ghi hình hay xuất hiện trước truyền thông nào khác. Vào tháng 1, chị cũng cùng bé Sa và người bạn là hot TikToker Lê Thị Đức Nhân, chủ kênh YouTube Vợ chồng bà Nhân hồi hương để ăn Tết tại quê nhà. Tuy nhiên, niềm vui đoàn viên chưa được bao lâu thì Quỳnh Trần GB khiến nhiều cư dân mạng hoảng hồn khi cập nhật hình ảnh cô ngồi xe lăn khóc nức nở ở khu cách ly. Theo đó, nữ YouTuber đang thực hiện cách ly 3 ngày tại một khách sạn ở Nha Trang cùng con trai và người bạn là YouTuber bà Nhân. Trong lúc đang đi hóng gió ở khuôn viên khách sạn, vì bé Sa chạy nhảy nghịch ngợm nên Quỳnh Trần phải chạy theo con trai và chẳng may bị ngã. Tai nạn khiến chân của cô bị trật khớp và tạm thời phải ngồi xe lăn, hạn chế đi lại để tránh ảnh hưởng vết thương. May mắn là chuyến hồi hương lần này của mẹ con Quỳnh Trần còn có người bạn là bà Nhân đi cùng, nên nữ YouTuber được chăm sóc tận tình khi gặp sự cố ở khu cách ly. Theo chia sẻ từ vlog mới đây, Quỳnh Trần được bà Nhân giới thiệu một bác sĩ tốt và đợi hết 3 ngày cách ly sẽ đến thăm khám nắng khớp. Trong clip chia sẻ về sự cố, nữ YouTuber không kịp chế được cảm xúc và bật khóc kể lại 12 năm trước, mẹ của cô cũng gặp tai nạn tương tự. Khi tâm sự về mẹ, Quỳnh Trần rơm rớm nước mắt vì cho rằng vừa về Việt Nam đã khiến mẹ lo lắng. Mẹ của nữ YouTuber sẽ bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang để đón con gái về nhà. Hiện tại vì sợ ông xã lo lắng nên Quỳnh Trần chưa dám gọi điện thông báo về việc bị ngã ở khu cách ly. Với những ai thường xuyên theo dõi những clip trên kênh YouTube của Quỳnh Trần GB, sẽ thấy cô mong muốn được về lại Việt Nam đoàn viên gia đình sau thời gian dài dịch bệnh nên không có chuyến bay từ Nhật. Sau 2 năm, mẹ con Quỳnh Trần GB đã may mắn về được Việt Nam, thăm gia đình trong dịp Tết và đặc biệt là sau thời gian dài dịch bệnh hoành hành nên hẳn ai cũng muốn dành thời gian ở bên cạnh người thân. Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về lịch trình của hai mẹ con trong chuyến về quê lần này. Có thể Quỳnh Trần và bé Sa sẽ chỉ vui chơi ở quê ngoại và không tham gia những hoạt động ghi hình hay xuất hiện trước truyền thông nào khác. Nhắc đến hội những YouTuber chia sẻ cuộc sống thường nhật ở nước ngoài, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến cái tên Quỳnh Trần GB, từng làm mưa làm gió khắp các trang mạng với những clip chia sẻ cuộc sống thường ngày ở Nhật. Điều mà mọi người nhớ đến cô nhiều nhất chính là cách nói chuyện có phần hài hước vui vẻ, chia sẻ thật tình và những clip ăn uống được đầu tư chỉnh chu ngon mắt. Trong lần về thăm Việt Nam bất ngờ này, Quỳnh Trần GB cũng có dịp ghé thăm hỏi bà Tân Vlog, một nhân vật cũng rất nổi tiếng trong làng YouTuber về lĩnh vực nấu nướng. Quỳnh Trần còn cùng mẹ đến Ba Vì, tại đây cô có dịp ghé thăm căn biệt thự khang trang của anh em Tam Mau. Không chỉ ghé thăm những đồng nghiệp cùng hoạt động về mảng YouTube, Quỳnh Trần GB còn gặp gỡ và tổ chức một bữa tiệc cảm ơn cực hoành tráng tại thủ đô Hà Nội. Buổi tiệc của Quỳnh Trần GB quy tụ rất nhiều những gương mặt thân quen trong làng YouTuber Việt Nam, bà Tân Vlog, Hương Vlog, Tam Ca, Tam Đệ. Quỳnh Trần GB với vai trò chủ sĩ trong cách trang điểm nhẹ nhàng nhã nhặn cùng chiếc đầm màu nude đơn giản nhưng vẫn dịu dàng và không kém phần nổi bật, khác hẳn với hình ảnh giản dị ra vườn nhà thu hoạch rau củ. Buổi tiệc quy tụ nhiều hot YouTuber khiến netizen không khỏi thích thú. Quỳnh Trần cũng nhận được không ít lời khen ngợi từ mọi người.